Và đây liên tục chương trình hôm nay, xin mời quý cô chú anh chị cùng lắng nghe một bài hát được mang tên Tìm Em Nơi Đâu qua tiếng hát của Trung Nhân và Ngọc Phượng. Em đến đây để làm gì? Em đến đây để gặp anh một lần sau cuối. Rồi em sẽ theo chồng, đúng không? Thôi em đừng nói nữa, em hãy về đi. Anh Nhân, về đi em. Thôi thôi Phượng ơi, đừng gọi tên Nhân nữa, mà chỉ cho giây phút chia ly thêm nặng sầu đứa tên. Về lát nữa đây ơi, ta mỗi đứa một phương trời xa xôi chiến chiến, thì em mới lưu luyến mà chiêu thương để làm gì, rồi tình cùng chia ly. Về đi em, về đi em ơi, đừng gọi tên anh nữa mà chỉ cho mắt lệ rưng sâu. Anh nhớ lần này nữa thôi là ta vĩnh biệt nhau rồi. Trời ơi vậy mà bấy lâu nay tôi cứ thầm thương trầm nhớ và cứ tưởng cuộc tình này mãi bên nhau, nhưng có ngờ đâu định số trời tiêu để hai ta kia xa trong đau đớn ngàn ngào. Lần này nữa thôi rồi xa nhau mãi mãi, người yêu ơi anh đau trong lòng. Buồn chi em
anh nhớ. Dù có thương đau mình cũng xa rồi. Ngày nào ta mơ chung đôi, ngờ đâu na chán ơi. Vui buồn ai biết trong đời. Đừng trách nghe anh, xin hiểu cho em. Tại nhà của Tấn Hưng thì Minh Đức cũng gửi đến một bài hát ca cổ của Cố Soạn Dạ, nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu. Bài hát được mang tên Lòng Dạ Đàn Bà. Tác giả viết sao thì Minh Đức hát vậy, không thay đổi bài hát, không sửa lời của tác giả. Và thành phần ban nhạc là của có anh là Kim Nguyên đàn guitar và anh Tám Xuân Tình đàn sến. Vui nước xa mòn
cởi nóng bao mới giá vàng một thường dân. Xào sạc sở dương mới thả hồn theo những chiếc lá khô rơi tán màn ở viên đường. Lòng quân dương bỗng nghe xúc động mối thâm tình, đưa mắt nhìn sáng hang cua nằm cạnh gốc thạch bàn, con cua cái thì nằm lột vỏ trong hang, còn anh cua đực mãi mê canh giữ giờ hiền quên cả việc đi tìm mồi cho đã đói. Vỏ của con cua đực thì con cua cái nó mặc tình đi dốc về ngang, bỏ anh cua đực nằm hiểu quanh trong hang, con ác phụ nó tàn ác dẫn về nhà, một gã nhân tình có đôi càng to lớn ngang nhiên xe sát ông chồng sâu. Sở Dương muốn xem thử
lòng già thế nhân ai là người đen bạc nên mới viết bản truyền rao cho tất cả dân lành. Này hỡi thân dân, hãy nghe đây là sắc minh triều đình truyền cho tất cả đàn bà sở quốc, ai can đảm giết chồng thù cấp dân nên được ban nhất thầm phu nhân lo là cấp cho vàng rong mười xe từ trong thành nội ban ra chiếu chùa nước sơ gần xa đằng. Tiếp đó chương trình Tấn Hưng và Ngọc Phượng sẽ gửi đến tất cả các anh chị một trích đoạn cải lương được mang tên Bên Cầu Dạch Lụa với tiếng đàn guitar của nhạc sĩ Minh Đức và tiếng đàn sớm của anh Tám Xuân Tình. Dạ, xin kính chào công tử. Tiểu thơ, trong tình cảnh này mà tiểu thơ còn gọi tôi là công tử, sao tôi nghe nó chua chát quá. Công tử còn giận? Tôi đâu dám giận, mà làm sao tôi giận được. Trước tâm chân tình cao cả của tiểu thơ đã dành tặng cho một kẻ đã xa cơ. Đã giải thân lưu lạc chốn phong trần, trong cuộc đời giá trá bạc đen, dinh nhục đã quá nhiều.
tiểu thơ là một khách tri âm cư xử với tâm chân tình xoa dịu niềm đắng cay là kẻ trắng tay nên tôi đành ôm phận Trần Lãng ơi, em đâu dám sánh học đòi với những trang liệt phụ ngày xưa. Đã cắt tóc bán lấy tiền tiền chồng ưng thế lấy kinh. Đây gói hành trang chán chứa một tâm tình và số bạc mộng em đã chắc chiêu trong những ngày gió sương tầng. Em xin trang trọng trao tay ai ân cần đưa tiền kẻ đắng trên cùng ai vui đầu xuân tùy chỉ mong chàng nghĩ chút mơ thương tri đối với cha em hãy nghe điều ân quỳnh ngay nhận vật trao
rừng rất lớn yêu đương ta nguyện cùng ai thề giữ vẹn chữ chung tình. Nàng đã sưởi ấm lòng ta qua muôn dặm trường đình, tay ôm áo ấp vào trong ngực mộng, chưa mặt mà nghe hơi ấm đã len vào từng kẻ tóc chân ta, giữ mãi bên mình manh áo lùa, ta nhớ hoài thời luân lạc ở nơi đây, bước thăng trầm trời đất la lai, trong nỗi đắng cay có nhiều vị ngọt hương nồng. Trần Lan, Trần Lan ơi, xin chàng đừng nặng quan ơn thời vì ngộ đối với cha già. Quỳnh Nga, Quỳnh Nga ơi, sự bất nghĩa của cha em dưới như ngọn đồi hèn mòn, còn tình của em thì cao dời dời như ngọn Thái Sơn, cay đắng ngày nào giờ không còn nữa trước tâm chân tình cao cả của Quỳnh Nga. Chiều cơ hàng dư vàng sắc son, em xứng đáng chạy danh liệt phù, đời dù cơ cực nhưng quá nhiều hạnh phúc, ta biết nói làm sao cho trọn vẹn chân tình. Buổi tiệc đưa sao quá nhiều bình rình, xúc động nào làm cho lệ rưng rưng, kể từ đây cho đến ngày nhắm mắt, lời đã trao ta nguyện giữ vẹn hương thề. Dòng tay tự tà thủy chung vẹn dình, đó người giang dầm đắng trình, lòng như bóng nguyệt theo nghìn dầm xin bay biệt, xin bay biệt. Đây để liên tục chương trình văn nghệ nha. Ở trong ngày họp mặt tại nhà của Tấn Hương, ở Tấn Hưng là một đứa cháu rất là dễ thương. Kim Miên cũng xin gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả các anh chị khắp nơi hôm nay về đây rồi cùng với anh em chúng tôi quay quần bên văn nghệ, nhất là Kim Minh Đức nè, từ ở phương xa trở về đây. Thì thôi để lưu lại cái ngày kỷ niệm hôm nay, Kim Miên xin hát lại mấy câu bình bán ha, hát lại bình bán Đức nha. Rồi hát lại bài bình bán, anh cũng thích hát cái bài bình bán này. Nhạc trong thì có anh Tám với chiếc đàn sến và Minh Đức với chiếc đàn guitar phím đậm. Xin mời đi ta cùng thưởng thức. Đất Lam Sơn xuất thân một tướng muôn đời, đó là ông Lê Lợi trôi đời. Đã nhiều lần ông đổ máu chống lũ xâm lăng, người trái tuyết nằm sương mượn non cao, chiêu binh
thân là nơi anh hùng xuất thân, lòng luôn kính trọng toàn dân Việt Nam. Tiếng pháo ngân vang chi chúng chan ta ca tụng sư lân hấp của ngoài bàn. Quên cả hiếu trung lê lợi hùng anh nhiều lần chung qua chuột nhưng buồn sâu mất thằng ngược lại ông lò lót dỗ dành để chi được thắng lo bề đấu tranh. Chiếc áo pha sương màu da nắng đắp ông luôn nhớ đến thân lành. Cởi hành quân chém đất đâu lo, đất bị xây thành
một đời đi nước đi dân trên 10 năm chiến đấu không ngừng. Chưa thời kỳ nào sánh kịp kỳ công của ông. Xin cảm ơn. Thầy mời Thanh Ngọc em lên hát bài. Tới đâu là
câu hò chiều giang xa đưa dòng sông trôi sóng số muôn đò đêm giá từ chung mình nhau lưu luyến bao ân tình khung trời Cà Mau hai nước năm trăm bây giờ sung túc ra cô sao mình cũng đổ ra từng còn em thì lớn không rồi thêm đẹp thêm xinh khi cầm tay lái một mình trên sông nước tóc em nhờ nắng thu vàng vẫn có tơ tràn trên ghe chiều Cà Mau. Lưu 1 2. À, thời gian có hạn, xin mời bạn Thanh Sơn lẹ lên, tại vì cái này là kẹo kéo tính tiền cứ mỗi tiếng 500, mỗi tiếng 500 vậy đó, tranh thủ lẹ đi. Lưu 1 2. Dạ anh, đẹp thơ thì mình xin hát tặng mấy anh mấy chị có mặt trong buổi xế chiều hôm nay tại nhà của Tấn Hưng. Mình xin hát tặng mấy anh chị bài hát được mang tên Tiền Thắng Tình Thua, được sáng tác nhạc của Trung Tư cái gì Phương Tử Long, lời cổ Lý Bảo Dừa. Ngày đầu yêu nhau anh hỏi em câu rằng chuyện tình sao em thì em nói em chung tình tiền là thiêng liêng xin lỗi em không cần chỉ cần yêu nhau em chấp nhận thương đau rồi ngày hôm nào anh hỏi em câu rằng chuyện tình sao em thì em nói em yêu tiền tiền là thiêng liêng chung thủy thôi đâu bằng đừng giận em nghe em chọn tiền nhé em ơi thực tế chúa cái tôi biết phải làm sao đối diện với thương đau đàn ngâm sầu ngày tháng bên nhau trao niềm vui ngắn ngủi em vội vã quay lưng quên lời hẹn bối ban đầu rồi
bởi em cầm lụa buồn qua em lao vào bóng tôi. Vì chút hương thừa nên cuộc đời em đánh đổi, vì hai chữ kiếm tiền em bán dội tình yêu. Tiền thắng tình thua đời có thấy ai chê tiền. Tiền diễn đời tôi, tiền đục chai tim tôi rồi. Tiền làm anh đau, em ơi em đành lòng sao. Nghèo tiền như anh, chung thủy yêu em nhiều. Giàu tiền như ai thì chưa chắc yêu chung tình. Nghèo tiền như anh, xin lỗi em không cần. Giàu tiền như ai, em chấp nhận yêu sai. Cái giá đời em đổi tiền muôn bạc vàng. Hạnh phúc niềm tin đâu ai bán cho mình. Ôi nghèo tiền em con tin trẻ. Tôi không chân bời nhân tình. Alo, cảm ơn bạn Thanh Sơn rất là nhiều. Tiếp tục chương trình, anh Nhân ơi, thấy anh ngồi anh làm như anh buồn ngủ anh Nhân. Rồi anh hát, anh hát cho tỉnh lại coi. Người ta nói là tôi sai, nhưng mà người ta đâu có biết là tôi say tình hay say men. Cưới vợ được 3 tháng, 3 tháng trời tôi cưới vợ, mà vợ tôi nó không có cho ngủ chung. Nó bắt tôi nằm ở dưới gầm giường, bất hạnh cho cuộc đời tôi không chứ. Cổ và đây liên tục chương trình hôm nay thì chúng em xin gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn có mặt hôm nay với một bài hát được mang tên Éo Le Cuộc Tình. Cũng bởi em giống phụ nên là yêu em giờ tôi lỡ khóc lại.
em thì sai chén yêu đương anh. Tim tôi đã tan vì yêu. Yêu em thuê chung cùng em, nhưng nay đành mất em. Em bước bên trong vui đỏ trường. Alo 1 2. Bây giờ nói thiệt là càng về chiều ca sĩ và nhạc sĩ đờ nghe tôi nói nhức nách chịu không nổi. À, Thúy em hát bản nha Thúy. Đi hát mình cho mấy ông thầy đi, thầy không là bậc thầy không là ta nhận xét ta góp ý cho em. Ca ta mạnh dạn lên. Đây là cũng xin quý anh chị đây là cũng như người mới, cũng chưa có gia chạm nhiều trên sân khấu, thành thử ra còn hơi rụt rè. Em hát bài Nụ Hồng. 1 2 6 bài Nụ Hồng với nhạc nha. Sao?
mặt trời ngả về phía tây là lòng tôi nôn nao nỗi nhớ, nhớ vườn nhà ai, nhớ dáng thương ta của người con gái đã dùng bốn cây xanh chăm chút từng nô qua hồng. Trời đất mênh mông mà chân tôi lại hướng con đường, sự rung động con tim đâu có thứ tiếng nào chế ngự, quay quanh các mong gặp làng dồn thầm cả đời. Xin mời Ngọc Phượng, tại vì nói chung nó cũng mới. Thank you.
miền Cần Thơ gió trắng nước trong, vui niềm vui ấm đo cuộc sống. Miền Đồng Tháp rộn loa mênh mông, yêu tình yêu thắm duyên mặn nồng. Ai qua Tiền Giang xuống Pha Mỹ Thuận, ai đi Hậu Giang đến Bắc Cần Thơ, đi về mình hai hay đi về Kiên Giang, đi về Sa Đéc hay là về hy sinh. Alo, 1 2. Người câu nói người nào đó ca. Phải phải ra dấu con máy cho ta biết ta đợi. Đó. Nó ra dấu là ta biết con máy à. Con ca con máy đó ca. Ca con 2 đi. Ca con máy ca. Làm cái trước. Tôi ca con 7 á. Dạ. Là nhạc sĩ ơi. Biển cương lá rơi tu
hòa em ơi. Đường dài mịt mùng em không đến nơi. Mấy nước buồn cơn lửa binh, hết kể chuyện chung tình. Khóc than điên em một mình, đẩy tuôn lá sắp xây mồ cho anh. Tình đầu bè bạn trong cơn điên trinh, tiếng đưa nào hai đẻ chia, cách trở hận muôn đời. Nói nữa chi thêm nghe lời. Trời ơi, bởi xa cơ giữa chiến trường thọ tiền, nên gió đông sơ đành chia tay vĩnh viễn bạch thu. Bạn tình ơi đừng hoài công mòn mỏi đợi chờ, hãy gọi tên anh trong những chiều sương lạnh, khi cánh nhạn bay về cuối nẻo trời xa, hay những lúc cánh khuya tựa rèm châu dưới ánh trăng tàn. Có một người yêu đã vùi thay nơi cát trắng. Nghĩa là tôi
ơi là hãy quên bỏ tôi đi để gìn giữ một tương lai nhiều mong đẹp. Đừng mơ đừng tưởng một mùa thu đã chết chết hay bao nhiêu sắc lá trùng quanh đường. Điều tan vỡ đừng nói chi thế tôi lắm người ơi, tôi điên duyên tôi rồi, tại số tôi nghèo nên nàng đành phụ tôi. Ôi nói nữa mà chi chi thêm buồn người ơi. Có ai mọi con người ấy cũng có khói ốc ai cũng có trái tim nên ai cũng còn cho mình một con đường và một lối sống. Giữa con với tôi không cùng chung lý tưởng thì làm sao mình chung lối chung đường. Tôi kể như mình không còn bằng biểu với nhau, ta rằng chia tay mọi người đi mọi ngả, chắc có lẽ rồi tôi không về qua bước ấy nữa. Khi kỷ niệm ban đầu người ta đã cố tình tình yêu bao lời em hãy chân thành. Quá nở hồng tươi giờ ánh mặt trời, anh thiếu em đời sẽ là chỗ gì, như con chim trời mỗi cánh bơ vơ. Em sẽ là sống dài cho nước ngọt đời vui, là nụ hồng tỏa hương thơm khiến lòng anh say đắm. Ngày đi qua kéo thân đêm dài chỗ thần mình nước ở bên mình, chớp mắt đã đi qua. Thank you.